Sáng nay tại khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Vincosolar Việt Nam đã tổ chức lễ khởi động sản xuất sản phẩm đầu tiên dự án công nghệ tấm Silic Vincosolar Việt Nam. Tới dự buổi lễ có các đồng chí Vinh Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bùi Văn Kháng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh, chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Sông Khoai, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Vincosolar Việt Nam đã nhấn nút sản xuất sản phẩm tấm silic đầu tiên. Đây là sản phẩm thuộc dự án công nghệ tấm silic Vincosolar Việt Nam, một trong hai dự án được tập đoàn hàng đầu thế giới về sản xuất tấm quang năng Vincosolar đầu tư tại khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên. Dự án này có quy mô đầu tư trên 8.380 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất hơn 20 hectare. Đây là dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhanh, chỉ trong 4 ngày kể từ khi Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tiếp nhận hồ sơ đầu tư đầy đủ của dự án, sớm hơn 15 ngày làm việc so với quy định của thủ tục hành chính. Được tỉnh có ý kiến chấp thuận đến khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án chỉ trong vòng 1 ngày làm việc, sớm hơn 4 ngày làm việc so với quy định của thủ tục hành chính. Mặc dù mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ cuối tháng 9 năm 2021, nhưng chỉ sau gần 4 tháng triển khai xây dựng, chủ đầu tư đã ra mắt sản phẩm đầu tiên, vượt trước 7 tháng so với kế hoạch ban đầu. Dự án công nghệ tấm Silic Vincosolar Việt Nam được như ngày hôm nay là nhờ sự vào cuộc sát sao, hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng các sở ngành, địa phương liên quan đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án, chuẩn bị kỹ càng về cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp Sông Khoai. Đặc biệt, Quảng Ninh đã giữ được vùng xanh an toàn trong đại dịch, qua đó đã giúp chúng tôi triển khai dự án rất thuận lợi. Điều này thể hiện đúng cam kết của Quảng Ninh, đó là tạo những điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư. Ban Quản lý Khu Kinh tế cùng với các cơ quan, ban ngành đã ngày đêm phối hợp cùng với nhà đầu tư bám sát hiện trường, rồi hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai các dự án để làm sao dự án đảm bảo và theo đúng tiến độ mà nhà đầu tư đã cam kết, nhưng mà cũng đảm bảo công tác an toàn và đảm bảo các cái quy định về sản xuất cùng với phòng chống dịch. Dự án công nghệ tấm Silic Vincosolar Việt Nam là dự án đầu tiên của khu kinh tế ven biển Quảng Yên và khu công nghiệp Sông Khoai khởi động sản xuất. Dự án này đóng vai trò quan trọng trong hoàn thiện chuỗi dây chuyền sản xuất tấm quang năng quy mô lớn tại Việt Nam của tập đoàn Vincosolar. Dự kiến khi đi vào hoạt động chính thức vào tháng 4 năm 2022, dự án sẽ tạo cơ hội việc làm cho 2.200 lao động địa phương. Chúng tôi cũng đang phối hợp cùng với này đơn vị để thực hiện cái công tác tuyển dụng lao động để đáp ứng cho cái nguồn lao động sản xuất, phục vụ cho cái sản xuất của đơn vị trong cái thời gian tới, đặc biệt là sau khi mà chủ đầu tư hoàn thiện cái công tác đầu tư giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Dự án Vincosolar là dự án đầu tiên và với một cái quy mô rất là lớn, đó là 52 hectare và tổng vốn đầu tư lên đến gần 900 triệu đô la Mỹ. Đây sẽ là cái dự án động lực để mà thúc đẩy các cái dự án tiếp theo. Thì hiện tại thì tập đoàn Amata cũng đã làm việc hơn 10 nhà đầu tư thứ cấp là những tập đoàn lớn ở trên thế giới và họ quan tâm đầu tư vào khu công nghiệp Sông Khoai. Amata thì chúng tôi hy vọng là trong năm 2022 này chúng tôi sẽ kêu gọi được thêm nhà đầu tư phía sau của Zinco để mà vào đầu tư tại khu công nghiệp này. Phát biểu tại lễ khởi động sản xuất sản phẩm đầu tiên dự án công nghệ tấm Silic Vincosolar Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Kháng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúc mừng và đánh giá cao quyết tâm, khát vọng, nỗ lực vượt bậc của chủ đầu tư trong triển khai dự án. Đồng thời khẳng định các dự án của tập đoàn Vincosolar tại khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên là những dự án trọng điểm trong lĩnh vực chế biến chế tạo của Quảng Ninh. Tỉnh cam kết sẽ đồng hành, sát cánh cùng chủ đầu tư trong triển khai, vận hành các dự án, hướng đến mục tiêu đóng góp tích cực vào nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2022 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2022 đạt trên 10% theo kịch bản tăng trưởng và từng bước hiện thực hóa nghị quyết số 01 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh bền vững ngành công nghiệp chế biến chế tạo giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, các sở ngành đơn vị có liên quan, thị xã Quảng Yên, chủ đầu tư khu công nghiệp Sông Khoai tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án. Đề nghị tập đoàn Vincosolar, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Vincosolar Việt Nam triển khai nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, huy động mọi nguồn lực, hoàn thiện đầu tư đồng bộ dự án, sớm đưa vào hoạt động, đảm bảo an toàn, hiệu quả.